Thưa quý vị, hôm nay ngày 23 tháng Chạp, khi bà không khí của ngày Tết cổ truyền đang đến rất gần, thì khắp nơi trên đất nước, người dân lại tất bật chuẩn bị đồ lễ cúng tiễn ông Công, ông Táo về trời, gửi gắm nhiều điều ước vọng để đón chào một năm mới bình an và hạnh phúc. Vào ngày này, tại các chợ và cửa hàng, bài bán đa dạng các mặt hàng phục vụ ngày Tết ông Công, ông Táo. Trong đó có mặt hàng như bộ đồ mã ông Công, ông Táo, bánh chè trôi nước, và đặc biệt là cá chép không thể thiếu để tiễn ông Công, ông Táo về trời. Cá chép này em cũng bán được mấy năm rồi, giá cả nó cũng bình ổn như năm rồi, bán cũng, số lượng cũng cả như năm rồi luôn. Cá chép là thường tục lệ của mình, người xưa mình là 23 được là ông Táo cởi cá chép về trời, nên là 23 là không thể thiếu cá chép được. Không ai biết chính xác tục lệ này có từ bao giờ, chỉ biết rằng lễ cúng ông Công ông Táo từ lâu đã trở thành phong tục, nét đẹp văn hóa của người Việt. Tiễn ông Táo về chầu trời, người dân gửi gắm nhiều điều ước vọng để đón một năm mới bình an và hạnh phúc. Theo thông lệ thì 23 tháng chạp mà hàng năm thì gia đình tôi đưa ông Táo về trời thường cúng là xôi cá chép, hoa quả và bông cũng cầu mâm cho năm mới thì gia đình tôi có nhiều sức khỏe tôi thấy đây là một truyền thống rất hay và ý nghĩa của dân tộc Việt Nam ta theo quan niệm của người Việt ông công là vị thần cai quản đất đai trong nhà còn ông táo là ba vị đầu trao trong coi việc bếp núc đây đều là những vị thần định đoạt các hung phước đức cho gia chủ vào ngày 23 tháng chạp Ông công ông táo sẽ cưỡi cá chép về trời để trình báo với Ngọc Hoàng về đời sống việc làm trong một năm của gia chủ. Vì vậy, đưa ông công ông táo là sự kiện đầu tiên báo hiệu Tết đã đến thật gần.